Hello, xin chào quý khán giả của 100 Official. Ngày hôm nay là ngày 3 tháng 12, là một ngày rất là đặc biệt. Ngày mai là sinh nhật của Trâm. Thì ngày hôm nay là hai vợ chồng đi nhận xe. Thì chiếc xe này đặt cũng mấy tháng rồi ha? Thôi tháng 4 rồi. À đúng rồi, có một clip Trâm với lại ông xã đi coi xe. Thì đây là một chiếc xe đầu tiên chung của hai vợ chồng đó. Thì từ cái lúc mà kết hôn tới giờ thì vợ chồng cũng có một chiếc xe chung với nhau. Thật là tình cờ luôn. Thật sự là ngày mai là sinh nhật của Trâm, không nghĩ là xe nó về sớm, tại vì hôm bữa trước trong hợp đồng là tới tháng 2 mới về đúng không? 1 tháng 2 á mọi người. 1 tháng 2 mới về, mà bữa nay là tháng 11 thì đã về rồi và làm xong hết thủ tục giấy tờ này kia thì đi nhận xe đúng vào cái ngày sinh nhật của mình là ngày mai, coi như đây là một món quà sinh nhật đi ha. Và điều đặc biệt hơn nữa là còn có mấy ngày nữa là tới ngày mà em bé ra đời, cho nên là giống như là một cái món quà để mà chào đón em bé rồi cả nhà. Cho nên mọi người thấy không, nghĩa là baby lion, cha mẹ ăn theo con trai. Thôi đi ông ơi, nói là để tên xe là baby lion nhưng mà thật ra là ba đi không à, ba lion đi thôi chứ lion đâu có đi đâu cả nhà, đúng không? Đó, ba Lê Anh vui không? Cảm nhận sao nè? Thật ra hôm nay cũng là một ngày rất là vui. Thì hai vợ chồng đã thích cái xe này là không có đi coi luôn nha mọi người. Đi tới nơi rồi chốt luôn. Xong rồi đợi xe về, tưởng tháng 1, tháng 2 thì thôi. Xin dự định nghỉ thôi. Mà mình nghĩ là để cho con nó được, nó cứng đợi một tháng, xíu. Đợi một tháng con nó ra đời rồi đi nhận xe vợ chồng. Ôm bé đi luôn. Dắt theo thì nhận cũng vui, mà không ngờ thì bên hãng báo thì về sớm, thì tự nhiên vô tình lại trúng ngày sinh nhật của vợ mình. Rồi sắp tới thêm vài ngày nữa là tới Lion ra đời nữa. Thì niềm vui nó dồn dập. Dồn dập. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Vậy là bây giờ nè, ngày mai là không được một cái như này cả nhà. Có nghĩa là ngày mai sinh nhật mình đúng không? Là vừa rửa xe mà vừa sinh nhật mình luôn, mình đỡ tốn kém một phần đồng à. Rồi bây giờ mình sẽ đi khám phá chiếc xe nha mọi người. Chiếc này là mình mê từ nhỏ luôn đó mọi người. Mê từ nhỏ luôn hả? À. Đẹp quá à. Cái màu này là cái màu xanh gì ta? Xanh bữa nó tới là xanh lai thôi. Cái gì màu lai lai gì đó. Màu lai gì? Tự nhiên quên mất rồi. Nói chung là lúc mà ở dưới nắng thì nó sẽ là màu xanh, nhưng mà đi buổi tối thì nó sẽ hơi đen. Màu đen. Nó chuyển qua màu đen. Đó, thì đây chiếc xe mà tất cả nội thất đồ này kia là mình được chọn hết đó cả nhà. Hai vợ chồng mình hết chọn luôn. Theo cái sở thích cá nhân đó mọi người. Đó, chồng qua bên kia, chồng leo lên đi. Đây cái màu da này thì cái màu ghế này, cái màu nội thất này thì Trâm thấy nó rất là thích luôn. Thứ nhất là nó sạch sẽ nữa, nhìn nó rất là sang nữa cả nhà. Này vô. Ui ơi, ngồi xe thấp quen rồi, bữa nay được lần đầu tiên được ngồi xe cao mọi người à. À bật đèn trong đây sao chồng? À cái chỗ có đèn vậy thôi đúng không? À đây nó có này nữa hả? Ừ. Này mở ra được luôn đúng không? Nó có chìa khóa. À mình trái chìa khóa mới được. Cái này chắc phải vài bữa về nhà khám phá xong. À hai vợ chồng là chưa bấm biển số. Chưa bấm biển số luôn. Tại vì định bấm biển số nhưng mà giấy tờ chưa xong cho nên là thôi lên nhận xe trước rồi biển số thì thứ hai này bấm. Vậy là tới cái ngày mà Trâm đi sinh là ngày mùng 9 tháng 12 là sẽ được đi xe mới luôn nha cả nhà. Và đón em bé về bằng xe mới luôn, vui quá. Rồi đi xuống đi chồng. Nội thất đẹp là quá. Màu da này là mình đổi cái loại xịn nhất của da boxer luôn đó mọi người. Đẹp ha. Rất là đẹp. Nó chồng không chịu lấy chìa khóa lên, chìa khóa bên kia kìa. Đó. Thì ở bên boxer thì không có làm cái tiệc mà kiểu giống như là để giao xe là hoành tráng giống như những cái dòng xe khác mà Trâm mua. Đó, mọi người thấy không? Rất là đơn giản luôn, chỉ là gắn mấy cái nơ này lên xong rồi một cái chuẩn bị một cái bàn tiệc nhỏ vậy đó kia để mà giao xe thôi à. Chứ không có làm hoành tráng mà bong bóng rồi này kia giống như ở bên Mẹt ha. À, đây. Đây là một bó hoa. Đây. Rồi. Chìa khóa. Đây, chồng khám phá chìa khóa luôn đi. Ồ, đẹp quá. Đó. Ở dưới là quyển sổ hả chồng? Ở dưới là quyển sổ gì ạ? Sổ hướng dẫn. Đó. Sổ hướng dẫn xe thôi mọi người. Ăn trái cây. Còn đây là quà sinh nhật của hãng tặng cho mẹ Lion.
Thôi đây ba, đây vợ khui luôn đi. Giờ mình sẽ khui quà luôn nha. Đây là món quà của hãng gửi cho mình nha cả nhà. Nhận xe đúng dịp sinh nhật luôn. À, cái này là gì đây? Một lời chúc. Happy birthday. Chúc mừng sinh nhật mến chúc quý khách một niềm vui hạnh phúc trân trọng. Đây, giám đốc kinh doanh ở Voucher Việt Nam. À, cảm ơn Voucher Việt Nam rất là nhiều nha. Để dòng. À, giờ khui quà. Tên 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 tên. Và đây là một chiếc gì đây? Bóp hả? Bóp đặt giấy tờ quá. Ủa, cái bóp này đựng giấy tờ cho xe cũng được. Yeah, dễ thương mà. Rồi, cái này mình sẽ bỏ giấy tờ vô trong đây nha cả nhà. Ra chồng coi. Đó, bỏ giấy tờ. Nè, đúng rồi. Mình bỏ giấy tờ này này kia vô, mình để trong cặp xe cũng được. Muốn đựng gì đựng. Nói chung là món quà tượng trưng thôi cả nhà. Để nổ máy thử. Vợ chồng mở nói rồi, để rồi bây giờ sẽ khám phá xe nha. Để ông xã mình sẽ đi khám phá xe nha cả nhà. Chưa khám phá đâu, thử. Chưa chạy được mà. Ủa nghe tiếng xe đã quá à. À, đây là chị Liễu nha cả nhà. Chị tiếp kê cho Trâm từ cái lúc mà mình mua xe tới giờ luôn. Cảm ơn chị Liễu rất là nhiều. Chào em nhiều nha. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ rồi. Chúc chị bán nhiều xe hơn nữa. Và hy vọng là sau này có cơ hội thì hai vợ chồng ủng hộ. Dạ thôi thôi, không có tiền mua vài chiếc đâu chị. Rồi. Dạ, cảm ơn chị ạ. Lúc nó lên xe là cái account của tên em nè. Dạ. Là nó sẽ ghi là welcome. Hỏi với Trâm là cái account chị cài riêng cho tên em, mỗi em cài thêm tên em bé gì nữa em cài vô. Dạ. Trong phần một cài đặt thì cái này nó sẽ hiển thị. Cái này là mình cài theo cái sở thích của mình phải không đúng vậy? Rồi, đúng. À. Rồi cái cây gen này là cây gen đời mới cho nên là cái tất cả những cái tính năng trên xe nó sẽ hiển thị hết lên trong màn hình. Dạ. Còn ngày xưa là nó sẽ ẩn vô mình phải đi tìm, rồi bây giờ là nó hiển thị hết lên. Thì em bấm đầu tiên là navigation để tìm cái đường đi bản đồ, nếu mình đi đến cái đoạn đường nào mà em cần tìm địa chỉ. Media là chỉnh nhạc thì em bấm vô media để em chọn nguồn em nghe nhạc, ví dụ em thích nghe nhạc từ radio hay từ bluetooth thì em chọn để em cài đặt âm thanh á. Yeah. Thì em bấm vô Bose để em cài âm thanh vòm, xong rồi em cài bass chép ở đây nè. Yeah. Tăng giảm là tùy thể loại nhạc, tùy sở thích của em chọn ha. Yeah. Đó. Xong rồi cái về màn hình chủ thì đây là phone để em kết nối điện thoại, khi mà rảnh tay vừa lái xe vừa nghe điện thoại á, thì em tìm thiết bị trên điện thoại em thấy cây gen 0035 là số khung, cái số cuối của cái số khung xe. Khi mà tìm thì thiết bị xong thì em bấm kết nối thì từ lần sau nó lên nó sẽ tự kết nối lại. Yeah. Cứ miễn Bluetooth on là nó sẽ kết nối lại. Ok. Chị bật máy lạnh lên chút xíu cho mát nha. Đó. Xong rồi cái car này là để cài đặt tính năng của xe, thì trong đây nó sẽ cho mình cài đặt cái đây là drive mode là chế độ lái. Yeah. Em thích lái chế độ off-road hay chế độ normal hay là sport, sport plus. Rồi, thì cái off-road là đi đường địa hình. Normal là chạy trong phố. Em thích tăng tốc á, qua mặt xe khác hoặc là tăng tốc kiểu xe đua thì em chọn Sport hoặc là Sport Plus. Individual là chế độ lái mà nó dành riêng cho cái phong cách lái xe của em, xe nó sẽ hoạt động theo cái sở thích riêng của em. Yeah. Đó. Xong rồi cái xuống một dưới đây là chassis nè. Ở trên này là drive mode, dưới này chassis là khung gầm á. Thì cái khung gầm này nó cũng cho em chọn cái kiểu phản ứng của khung gầm là chạy Sport hay là chạy Normal hay chạy Sport Plus. Thì Normal nó tương ứng với cái chế độ chạy em ái, hoặc em chạy Sport thì phục nó sẽ phản hồi, nó cứng hơn, em cảm nhận cái xe rõ hơn. Yeah. Chạy Sport thì nó cứng hơn nữa. Yeah. Đó. Rồi chassis level có nghĩa là độ cao của cái phục á. Thì thường mình đi trong phố mình để medium. Khi nào em đi đường xấu hoặc đường ngập nước thì em mới chỉnh lên special terrain là nó nâng cao nhất. Yeah. Còn bình thường em chạy chuyển cái chế độ lái trên đây nè qua Sport Plus hoặc là Sport đó, thì nó sẽ hạ cái gầm xe thấp xuống. Mục đích là để trọng tâm xe thấp, cái gió lùi với gầm xe nó ít thì cái xe nó ổn định hơn. Yeah. Rồi Auto Start Off là chế độ mà xe nó tới đèn đỏ nó tự nghỉ. Ví dụ như em thấy nó khó chịu thì em bấm ở đây là nó sẽ không hoạt động, nó không tự nghỉ nữa.
cái này em có thể cài phím tắt ở trên vô lăng ở trên đây nè. Dạ. Yeah. Lát nữa chị chỉ em cách cài. Assistant là cái hỗ trợ, nó sẽ có Park Assist là camera, camera 360 độ. Trước sau, hai bên hông là 40 camera. Dạ. Yeah. Rồi Basic Assist có nghĩa là hỗ trợ cảnh báo và tự động thắng. Thì cái này á, nó cảm biến ở đằng trước nè. Xe gắn máy hoặc vật cản mà tự xuất hiện đột ngột thì xe nó sẽ tự động thắng. Okay. Nếu mà em bị giật mình, em không quen tính năng đó thì em có thể tắt nó đi. Rồi. Nó sẽ hỏi nè, em bấm Reactive và nó tắt đi thì nó sẽ không tự động thắng nữa. Okay. Cái cảm biến nó không hoạt động nữa. Trip là đồng hồ hành trình ha, để em biết được thời gian, ngày, giờ, nhiệt độ, quãng đường, km, vận tốc trung bình, tiêu hao nhiên liệu trung bình. Rồi Comfort là để em cài cái đèn. Xe của mình có đèn nội thất, em có thể chỉnh được cái độ sáng tùy theo cái mức buổi tối thì nó sẽ đẹp hơn. Em chỉnh được màu nè, màu thì nó có 7 màu nè, tùy em thích. Okay. Tông màu nào dễ chịu thì mình chọn ha. Xong rồi cái chị quay ra màn hình chủ. Air condition là để em chỉnh máy lạnh nè. Khi mà em muốn máy lạnh nó tỏa nhiệt ở phía dưới người của mình nhiều á thì em có thể tắt hai cái này đi, tại vì trên đây nó không có nhu cầu làm lạnh thì em có thể tắt nó đi. Em bấm như vậy là nó không có tỏa nhiệt, tỏa khí lên thì nó sẽ không làm lạnh đó, nó tập trung ở dưới này thì nó mát hơn. Rồi xong rồi, ví dụ như hướng gió em thích hướng nào thì em có thể chọn ở đây. Đó. Xong rồi tương tự bên này chỉnh độc lập. Rồi cái chất lượng gió thì em có thể chọn, em bật cái ionizer lên để nó lọc cái không khí mình bằng ion, sẽ sạch hơn á, khử mùi tốt hơn. Ở đằng sau cũng chỉnh được luôn, ở đằng sau có dàn chỉnh riêng. Nhưng mà ví dụ đằng trước mình muốn chỉnh thì mình cũng có thể chỉnh trên đây. Thì ở màn hình chính em có thể vô có một air conditioning nè. Rồi cái này là thiết bị điện thoại thì em kết nối vô nó sẽ tự hiển thị lên. Ví dụ như mấy cái tin nhắn có báo thì nó không có hiển thị nội dung tin nhắn, nó chỉ báo cho em biết là có một cái tin nhắn tới vậy thôi. Kết nối Apple CarPlay cũng tương tự luôn. Sau khi em kết nối Bluetooth xong á thì trong này nó sẽ cho mình cài đặt cái phone nè. Thì mình phải bật cái wifi này lên. Thì hồi nãy chị đã bật sẵn rồi. Password là chị cài sẵn là Bích Trâm mà A+0412 á. Rồi khi em kết nối cái Bluetooth với lại cái wifi xe với điện thoại thì nó sẽ hỏi password, thì em nhập cái password này vô. Kết nối wifi xong thì em bật cái Apple CarPlay lên để kết nối Apple CarPlay, thì cái bản đồ Google Maps trên iPhone á nó sẽ hiển thị trên màn hình này luôn. Tại vì cái bản đồ của xe nó không phải là Google Maps. Yeah. Ví dụ như em muốn thích cái bản đồ kia hơn hay bản đồ này hơn thì tùy em chọn, nhưng mà bản đồ Google Maps thì mình phải sử dụng Apple CarPlay nó mới tải. Bây giờ cái CarPlay là mình kết nối với nó hay gì? Đúng rồi, em bật Bluetooth kết nối với điện thoại với... Thôi thử nó hay sao? Xong rồi cái đến cái Sport Chrono là cái đồng hồ này. À. Thì cái Sport Chrono em có thể đo cái kiểu đồng hồ của xe đua á. Thì cái đặc trưng của hãng Porsche là cái đồng hồ này em có thể bấm Start để cái xe nó bắt đầu đo. Ví dụ như mình đi một lap đường đua hoặc là mình tăng tốc từ đoạn này đến đoạn kia thì mất bao nhiêu phút, bao nhiêu giây để mình đo. Đây luôn. Rồi. Xong rồi cái em bấm stop là nó sẽ dừng lại, xong rồi cần thì mình ghi dữ liệu lại, còn không thì mình bấm bắt đầu lại. À. Đó, thì tương tự là đơn giản là cái đồng hồ này thì nó sẽ hiển thị cái lap đường đua ở trên đây. Đó. Xong rồi cài đặt setting. Thì cái này là cài đặt hiển thị cái đồng hồ trên này là em có thể chọn được nè. Rồi màn hình là độ sáng, là cái tông của cái âm thanh mà mình bấm chạm này em thích lớn nhỏ tùy em chọn ha. Này đang ở trung bình đó. Xong rồi cái đồng hồ này nè thì nó đang muốn hiển thị những cái thông tin gì thì trên này mình có thể cài đặt được, mình nó chọn xong rồi cái cài đặt audio mà điện thoại, tài khoản, cái account hồi nãy chị đang chọn là account này. Em muốn add thêm tên mình nữa, thì cứ add vô. Xong rồi cái cài đặt xe thì cũng tương tự. Ví dụ như cái nút này là nút bấm nhanh nè. Thì cái nút này nó cho ở trên đây nó sẽ cho em chọn cái tính năng nào mà em muốn bấm nhanh đó, thì em chọn ở đây nữa. Vậy muốn em bấm đây là nó tự hoạt động cái tính năng đó. Ví dụ như em muốn cái auto start stop ha, em chọn ở đây. Xong cái mốt em bấm ở đây là auto start stop nó sẽ tự hoạt động hoặc tự tắt. Đó. Cái này cái start stop để làm quên gì là quên được ta? Giống như trên xe Mercedes có, nó tới đèn đỏ em đã thắng cái động cơ. Rồi. Thì
khi mà em mai mốt em thích đổi qua tính năng gì khác thì em cứ vô một setting nè, xong rồi cái em chọn cái một car nè, xong rồi steering wheel nè, là vô lăng á. Rồi chị đã cài sẵn cho em cái xe này, khi mà em bấm lóc cửa là gương nó tự gập. Rồi nếu mà em mai mốt mà lỡ mà bỏ tính năng nó đi rồi thì em cứ vô một setting là chọn car, xong rồi vehicle. Vehicle locking dưới. Đúng rồi, vehicle locking. À, là cái đó là tự động gập gương đúng, ở đây. Đúng rồi. Rồi. Xong rồi cài đặt hết những cái tính năng ở đây. Trên xe thì em cứ từ từ, ví dụ như một nào thì em từ từ. Máy này cũng đơn giản. Dạ, ok chị. Âm thanh rồi media đây, navigation đầy đủ. Cái này là ví dụ như bữa là ví dụ chân tăng tốc là cái trên cái cần số này nè, mình cứ chuyển qua chế độ sport được không, hay là mình phải chuyển trên này hoặc là mình dẫn này chị? Em nhận lúc này nè, em cứ để cái cài số D bình thường, em muốn tăng tốc ví dụ là đây phải không? SS phải không? Em chuyển qua S hoặc S cộng rồi tăng tốc. Rồi ví dụ như có một chính nút tròn chính giữa này để chạy sport response, nghĩa là kiểu của xe đua á, thì em bấm vô chính giữa này nó sẽ đếm ngược 20 giây nè. Thì lúc này em tăng tốc là xe nó phóng như kiểu xe đua á. Hết 20 giây nó trả về chế độ bình thường. Không cần phải thao tác nhiều, cứ bấm nút đó này. Hay hả? Xong rồi trên vô lăng thì nó có tăng giảm âm lượng với lại trả lời điện thoại, kết thúc cuộc gọi trên vô lăng luôn. Còn rồi. cái này là gì chị? Cái đó là nút cruise control á, để em chạy ga tự động á. À, tăng giảm nó đây luôn đúng hả? Rồi. Em chạy lên cao tốc, ví dụ người ta cho chạy ở mức đó thì em cài mức đó, nó tự động em khỏi điều khiển cái chân ga ở dưới. À, ok chị. Xong rồi tương tự như trên màn hình này thì dưới này là những cái nút mà để em cài đặt tất cả những cái tính năng trên màn hình. Thì nhà máy chia ra làm hai, bởi vì có thỉnh thoảng ví dụ màn hình em chạm nó không ăn á thì em chỉnh dưới đây. À đây, upload đồ lại lại. Upload là chế độ lái nè, rồi car là để cài đặt những tính năng trong xe giống trên đây nè. Nè, car này, cái này là một. Rồi media nè, nhiệt độ máy lạnh nè, y chang như trên màn hình. Rồi. Sột là để chọn nguồn để nghe nhạc từ điện thoại, từ AM, FM hay là từ USB á. Rồi này là giá trong nè. Đó. Cái này là nút để chuyển chế độ phụt, thì nãy trên đây mình cũng chuyển chế độ phụt được á. Sport, Sport Plus thì nút này cũng vậy luôn. Rồi cái nút off, cái biểu tượng dưới xe này là cái nút mà để tắt cân bằng điện tử. Em thấy chữ off có nghĩa là em bấm vô là nó tắt. Thì xe mình luôn luôn có cân bằng điện tử. Khi nào mà em tắt nó có nghĩa là em để cho điện tử nó không can thiệp nữa. Rip xe chẳng hạn, để cho nó quăng á, thì điện tử nó không can thiệp nó mới cho quăng được. Còn nếu mà mình để nó mở nó hoạt động thì nó sẽ triệt tiêu cái hiện tượng trượt đi. Cho nên khi nào mà mình rip xe mình mới tắt. Còn bình thường mình để nó hoạt động. Cái này em phải bấm giữ. Tại cái này là tắt cân bằng điện tử thì nó sẽ không cân bằng nữa. À đây là tắt rồi phải không? Đúng rồi. Rồi giờ để bình thường là nó hoạt động. Ok chị. Rồi xong rồi cái này hắn tay ha. Em về tới nhà nhớ cái hắn tay lên, tại vì nhiều khi xe mình đậu ngay cái dốc nó còn trớn á, nó sẽ nhích nhẹ xe một chút là mình giật mình. Rồi xong rồi cái trong cái chìa này á, nó có cái chìa khóa cơ nằm đây. Đó. Chìa khóa cơ này để em mở cửa bên tài xế với mở cái hộp này. Khi nào mà em cần để đồ đạc quan trọng á, mà em tới ví dụ như những cái hội họp mà có tài xế đậu xe cho em á, em lấy chìa này ra em khóa hộp này lại, xong em giữ cái chìa remote, em giữ cái chìa cơ em đưa cái chìa remote thôi. Rồi xong rồi cửa sổ trời. À cái camera của xe mình đó là camera 360 độ, mình bật nhanh ở đây nè. Tắt ở đây. Tại ví dụ cái cảm biến mà nó cứ kêu bíp 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 khi mà có cái vật cản tới gần á, em thấy nó ồn quá em tắt ở đây. Này cửa sổ trời nè, bấm mở nè. Đây là đèn sau phải không? Đúng rồi, đèn lục sắc trước sau. Cái cửa sổ trời này em thấy nóng quá thì đi dán thêm cách nhiệt cho tối lại, xong rồi bấm thêm cái rèm nữa là mát ha. Bên này ghế bên này cũng chỉnh, cũng nhớ vị trí nhớ giống ghế bên kia luôn. Rồi, cái xe của mình là nó có cái màu gỗ này rất là đặc biệt nè. Mấy xe khác không có. Màu gỗ này nó hợp với cái màu da luôn. Rồi, xe xăng là chị đổ đầy bình xăng cho em rồi nha. Xe tải chở về nhà mốt chỉ có đăng bánh chạy thôi. Một năm hoặc là 15.000 cây số mới đi bảo trì nha. Đây là xe cua chị. Đúng rồi. Xe cua. Cái này khi nào mà em xài á, nó có bơm điện kèm theo ở đâu trong đây nè. Khi nào mà em cần dùng á thì em lấy cái bơm điện đó ra, em cắm vô cái ổ điện ở trong xe. Rồi bơm cái bánh xe này lên nó căng ra thì mình mới lắp vô xe xài. Còn nếu mà chưa xài thì cứ để như vậy thôi cho nó gọn.
tới lúc đó không biết là lên YouTube ra hết mà người ta nên tụi chị có hotline của kỹ thuật 24/7 dán trên cửa cho em luôn, là em cần là ở trên xe có sẵn. Cái này mình không biết là mình hỏi kỹ thuật cho nhanh. Đúng rồi. Tại vì nhiều khi bây giờ mình coi qua xong cái tới hồi đó lâu quá mình không động tới, mình quên. Rồi, đây là cái lốp xe. Này là được tặng kèm đúng không chị? Đúng rồi, em áo chùm xe cho, ví dụ em để xe mà em không đi thì chùm lại cho nó đỡ bụi. Đây là chùm xe. Cái rèm, cái tấm này để em kéo ra, em che lại. Ví dụ em chở đồ nhiều á thì mình bấm cốp lại thì cái kính này mình có thể nhìn vô mình thấy đồ đạc. Cái tấm này nó che lại thì nhìn ngoài vô nó thẩm mỹ hơn. Dạ. Ừ. Còn ví dụ như mình không xài á thì mình kéo xuống vậy cho nó trống. Dạ. Rồi nhấn nút xuống. Cốp này thì em nhấn cái nút này á là để đóng cốp, còn nút này á là đóng cốp xong khóa xe luôn. Nhưng mà đang để chìa khóa trong xe cho nên là bấm nút này nó sẽ không khóa được, thì nó sẽ đóng tới đây thôi, nó không đóng luôn. Dạ rồi, rồi để nó lại xuống nha. Rồi, vậy là buổi nhận xe đã xong rồi nha cả nhà. Rất là ấm cúng và đặc biệt là ngày mai sinh nhật Trâm rồi, thì đây sẽ là một món quà rất là ý nghĩa đối với Trâm với lại em bé luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của Minh Trân nha, cảm ơn mọi người.